Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay sẽ là một cú lừa rất ngoạn mục thưa quý vị. Không cần thấp thỏm rình mò hay canh me tài sản của gia chủ mà tên trộm này vẫn có thể bình thản rinh tài sản đi trong sự cho phép. Không biết là đối tượng này đã dở chiêu gì mà cao tay thế hả anh Đào Duy? Tôi nghĩ rằng là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi đoạn camera nóng ngay sau đây để biết chuyện gì đã xảy ra. Sự việc xảy ra tại quán cà phê ở đường Tạ Hiền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh này đây. Như quý vị thấy, một người đàn ông mặc trang phục của bảo vệ đã ghé vào đây và hỏi mua 7 ly cà phê để phục vụ cho công trình đang đổ bê tông bên cạnh. Sau đó hắn đã hỏi mượn 10 cái ghế để mà đem qua trước. Tướng thật nên là nhân viên quán đồng ý ngay. Nào ngờ cà phê làm xong rồi nhưng mà lại không ai lấy. Lúc này nhân viên mới tá hỏa phát hiện đối tượng đã cùng những chiếc ghế cào chạy xa bay. Người của quán cũng đã qua bên công trình hỏi thì không ai biết tên bảo vệ này. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 5 thì chương trình vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của một người dân trên địa bàn của huyện Bến Lức, tỉnh Long An về vụ việc người này đã quá tin tưởng khi tuyển người vào làm công tại cửa hàng kính nhôm của mình. Tuy nhiên vừa mới nhận việc thì hắn ta đã cụm ngay chiếc điện thoại tại một công trình được giao rồi biệt vô tâm tích. Quý khán giả hãy nhìn kỹ lại gương mặt của đối tượng này để đề cao cảnh giác. Đồng thời khi bắt gặp đối tượng, quý vị cần báo ngay đến lực lượng chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý, tránh trường hợp lại có thêm nạn nhân sập bẫy. Thời gian vừa qua thì camera nóng liên tục đưa tin cảnh báo đến quý bà con về vấn đề cần đề cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản của mình khi ra đường. Trong đó đặc biệt nhất vẫn là điện thoại, một thiết bị thông dụng mà bất cứ ra đường thì mọi người cần phải đem theo. Vì là tài sản giá trị nên thường xuyên lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu, như vụ việc vừa được camera nóng ghi nhận sau đây, ngồi uống cà phê lề đường cũng chưa hẳn là an toàn đâu nha. Đoạn clip đã ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi uống cà phê bên lề đường, đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình, vừa ngồi vừa lướt điện thoại, vừa phi pha điếu thuốc thì bất ngờ một đối tượng bịt kính mặt đã lao tới rất nhanh, giật phăng lấy chiếc điện thoại. Nhưng mà không may cho hắn là vị khách đã vô tình kéo tay xuống và hắn đã giật hụt mất rồi. Đúng là may mắn đã mỉm cười với nam thanh niên, lúc này anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyển sang tình huống liên quan đến giao thông thưa quý vị. Camera nóng vừa ghi nhận một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng mà cũng vô cùng khó hiểu không kém trước phải điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên đường, đặc biệt là ở những khúc cua gắt trên đường đèo. Thay vì tuân thủ luật giao thông thì người tài xế xe tải này đã đánh lái không thể hiểu nổi. Nghĩ đường dành riêng cho mình, muốn chạy bên nào thì chạy, kết quả anh ta đã nhận được cái kết đắng. Sự việc xảy ra tại dốc Cun Hòa Bình. Như quý vị thấy, đây là khúc cua gắt tầm nhìn bị hạn chế. Một người đàn ông chạy xe máy tới đoạn này thì rùng mình khi trước mắt mình tài xế xe tải không chạy bên kia đường mà lại lao qua phần đường bên này đối diện với xe máy. Hoảng loạn nhưng mà anh này vẫn bình tĩnh nép sát xe vào trong, nhưng rồi cú lao dốc nhanh di chuyển sai làn đường né xe máy làm xe tải lật nghiêng ngã ra đường. Hiện vẫn chưa biết tài xế sẽ ra sao. Thưa quý vị, nghề nào cũng có những rủi ro không thể lường trước được. Hơn hết thì mọi người cần phải cẩn trọng trong mọi việc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Và không biết là chị Hải Vân có biết không, theo cá nhân của Đại Duy nghĩ thì việc các bác tài, nhất là những tài xế chở hàng, vẫn sẽ là một trong những ngành nghề phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn hết. Đúng là như vậy đó anh Đào Duy, và sự trân quý hơn hết vẫn là trong cơn hoạn nạn, những người không quen biết vẫn sẵn sàng ra tay cứu giúp. Và xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh đầy kịch tính về pha giải cứu một người tài xế bị tai nạn sau đây. Đoạn camera đã ghi lại cảnh tài xế lái xe tải không may gặp nạn, tay và chân bị thương, mắc kẹt trong xe, không thể động đậy được. Lúc này rất nhiều người dân đã cùng nhau phá cửa xe, đầu xe, tìm cách giải thoát cho tài xế. Sau một hồi loay hoay, mọi người đã khiêng được tài xế ra ngoài. Nam thanh niên đã ẵm nạn nhân chạy đi cấp cứu trong sự cảm phục của nhiều người.